Ba gà nhôm cọc yên sẽ được tặng kèm hai cái lục giác và một cái cờ lê để lắp đặt. Đầu tiên mình tiến hành lắp phần trên của ba gà vào cọc yên, nhớ lót hai cái miếng cao su loại vuông và to hơn nhé, phía trước một cái, phía sau một cái. Sau đây nới lỏng con ốc này, mình luồn nó vào và sau đấy mình siết lại. Các bác lưu ý là siết gần chặt, xong chốt một cái, căng tay nữa là nó chặt nhá. Tiếp theo mình tiến hành lắp thanh chống đứng vào cái giỏng phía sau. Mình chỉ cần mở một con ốc phía dưới cùng thôi. Sau đấy mình lót cái răng cao su để chống xước. Thường thì em lót một cái nó đã rất là đảm bảo rồi. Các bác cẩn thận thì lót hai cái và nhớ là lót dọc như trong video nhá. Sau đấy siết ốc thôi. Mình chỉ vặn vặn hờ hờ thôi, để đấy tạm đã. Sau bắt đầu thì mình chỉnh cái thanh đứng phía trên và mình lắp cái khớp ống nối của nó lên. Sau đây là siết con ốc phía trên này. Sau đấy mới siết đều các con ốc lại với nhau. Tiếp theo mình lắp cái thanh giằng ngang này. Cái thanh này thì mục đích là thứ nhất là cho nó đẹp. Thứ hai là các bác mà để cái loại túi đồ treo ấy, ở bên hông ấy thì nó sẽ chống nó cọ vào lốp. Tiếp theo là lắp thanh chống đứng và thanh giằng ngang phía bên phải. Em sẽ tua rất là nhanh nhé vì nó cũng tương tự ở bên trái thôi. Thì cái ba ga này có cái ưu điểm của nó là lắp được mọi loại xe luôn nhé. Tức là nó là thiết kế cọc yên và phía dưới là kẹp vào giỏng sau. Cho nên nó lắp vào cọc yên. Phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn và thao tác cũng rất là dễ lắp, anh chị em đều có thể lắp được tại nhà luôn. Lại còn sẵn cả mấy cái lục giác nữa, thành ra gần như không phải chuẩn bị gì và thực sự nó chịu tải cũng phải nói rất là tốt nhá. Đây là phản quang sau này. À, rồi một cái dây chun được tặng kèm, mình có thể để buộc đồ. Tải thì được khoảng tầm 50 cân như thông số nhà sản xuất có ghi và em đang ngồi đây là tầm 75 cân thì vẫn rất là chắc chắn, rất là đảm bảo nhá.